Xin kính chào quý vị và các bạn, Biên Cương rất vui được gặp quý vị và các bạn trên kênh YouTube Biên Lưu Viên tại Biên Cương khám phá và trải nghiệm. Và kính chúc quý vị thật là nhiều hồng ân cũng như sức khỏe, một buổi tối nhiều niềm vui. Có lẽ điều quý vị và các bạn chờ đợi bây giờ sẽ là những thông tin về ngày hoạt động thứ tư của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher trong chuyến thăm lịch sử tới Việt Nam. Như quý vị và các bạn đã biết, Ngài đã tới Việt Nam từ ngày 9 tháng 4 và trong các ngày 11 và 12 tháng 4, Ngài có những hoạt động ở khu vực miền Trung, đó là Tổng Giáo phận Huế và cả những hoạt động ở Giáo phận Đà Nẵng nữa. Vào lúc 18:10 ngày 11 tháng 4 năm 2024, Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng Ngoại giao Tòa Thánh làm trưởng đoàn, đã đáp chuyến bay đến sân bay quốc tế Phú Bài ở thành phố Huế, bắt đầu chuyến tham quan Tổng Giáo phận Huế. Và cùng đi với Ngài còn có những gương mặt đã rất quen thuộc với chúng ta trong những ngày vừa qua, đó là Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, đại diện Tòa Thánh thường trú tại Việt Nam, được ông John David Pusser, Thư ký Bộ Ngoại giao, cha Giuse Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Xin giới thiệu một chút về Đức ông John David Pusser, Thư ký Bộ Ngoại giao. Ngài là một Đức ông người Mỹ và Ngài có vai trò rất quan trọng trong việc tổng hợp các thông tin và là trợ lý tuyệt vời của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Còn cha Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, nếu quý vị còn nhớ thì chính Ngài đã thông ngôn những lời dạy của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher trong thánh lễ được diễn ra tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Trở lại với chuyến viếng thăm của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher tới Tổng Giáo phận Huế. Đón tiếp Ngài tại sân bay quốc tế Phú Bài có Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế, Đức ông Anton Dương Quỳnh, Tổng Đại diện, Đức ông Giuse Nguyễn Văn Chánh, Đại diện Giám mục cùng quý cha, quý thầy trong Tổng Giáo phận và cùng với đó là một số đại diện cho Cộng đoàn Dân Chúa. Một hình ảnh rất đẹp mà chúng ta có thể thấy ở sân bay quốc tế Phú Bài đó là những em nhỏ với tu phục trong hình ảnh của các hồng y, giám mục, các nam nữ, tu sĩ của nhiều dòng khác nhau đã mang đến một hình ảnh gây ấn tượng đặc biệt với Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Đó vừa thể hiện rằng ở giáo hội Việt Nam vẫn luôn có rất nhiều những người con dâng mình cho Chúa và cũng mong rằng cánh đồng chuyên giáo của giáo hội Việt Nam luôn có thật nhiều những người thợ gặt lành nghề. Đó cũng là thông điệp mà Tổng Giáo phận Huế muốn gửi tới Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Vào sáng ngày 12 tháng 4 thì hoạt động quan trọng nhất của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher là tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Ở đây thì đông đảo Cộng đoàn Dân Chúa trong trang phục nam với áo sơ mi, cà vạt và nữ với trang phục áo dài rất quen thuộc của những cô gái Huế đã đón tiếp Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher. Trước khi thánh lễ diễn ra thì các em nhỏ lại tiếp tục gây ấn tượng với một bài múa để chào mừng Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher và Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh. Và sau đó là một thánh lễ được diễn ra sốt sắng, trang nghiêm tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế đã bày tỏ niềm hân hoan của Giáo hội Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Huế nói riêng được chào đón Đức cha Paul Richard Gallagher và Phái đoàn Ngoại giao Tòa Thánh, cũng như bày tỏ niềm hân hoan về việc Giáo hội Việt Nam có thể sẽ sớm được chào đón Đức cha Francisco. Rất nhiều những tâm tình đã được Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh gửi đến trong bài chào mừng trước thánh lễ. Trọng kính Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Việt Nam có 3 tổng giáo phận, cùng với Hà Nội và Sài Gòn, chúng con là Tổng Giáo phận Huế, được thành lập cách đây 174 năm với 70.000 giáo dân, 250 linh mục triệu và dòng, gần 2.000 tu sĩ nam nữ thuộc 9 dòng khác nhau. Với những con số khiêm tốn này, Giáo phận Huế là một giáo phận cỡ nhỏ, nhưng điểm đặc biệt là trái tim của người Kitô hữu Huế lại rất to. Anh chị em có đồng ý như thế thì xin vỗ tay. Nghĩa là chúng con có khả năng yêu khác thường, lúc nào cũng mở cửa
đón chào những ai đang tới. Và với trái tim ấy, chúng con xin kính chào Đức Tổng và phái đoàn của Đức Tổng như những vị thượng khách đáng yêu nhất của chúng con. Kính thưa Đức Tổng, Kitô hữu Việt Nam hiện đang rất phấn khởi khi được biết Đức Thánh Cha Francisco có thể sẽ viếng thăm Việt Nam một ngày gần đây. Sự phấn khởi này không phải là một hiện tượng mới bột phát gần đây. Ngay từ khi được khai sinh và qua bao thăng trầm của lịch sử, có khi đầy máu, mồ hôi và nước mắt như 300 năm bách thải vào thế kỷ 17, 18, 19, Giáo hội Việt Nam vẫn một lòng yêu mến và gắn bó thiết tha với Đức Thánh Cha, với Tòa Thánh, với các vị thừa sai một cách nồng nàn, bền bỉ. Khi thấy trong những thập niên gần đây, các Đức Giáo Hoàng đi thăm rất nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những quốc gia rất gần chúng con tại Á Châu, ai trong chúng con cũng đều ước mơ một ngày nào đó chúng con cũng sẽ được hồng ân đón tiếp vị cha chung của Giáo hội Công giáo. Chúng con không ngờ giấc mơ đó nay sắp trở thành hiện thực. Nhà nước Việt Nam đã chính thức gửi công hàm mời Đức Thánh Cha đến thăm Việt Nam. Và càng vui hơn nữa khi chúng con được biết Đức Thánh Cha đã chính thức phúc đáp Ngài sẽ đến Việt Nam. Từ đây đến đó còn rất nhiều điều phải thương thảo và phải làm rõ, cũng như đạt được những cái đồng thuận chi tiết cuộc viếng thăm. Nhưng chúng con đã thực sự sống trong niềm vui và niềm hy vọng chắc chắn là Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến Việt Nam. Chúng con được biết một trong những nhân vật chính tạo ra kỳ tích này chính là Sở Quốc vụ Khanh và bộ phận ngoại vụ của Đức Tổng. Chuyến đi lần này một lần nữa là bằng chứng công lao và tâm huyết của Đức Tổng trong hồ sơ này đã tới ngày hoàn thành. Đức Tổng chính là người đang rút ngắn khoảng cách không gian và thời gian giữa Đức Thánh Cha và dân tộc Việt Nam. Với tất cả sự ngưỡng mộ, tình yêu mến và lòng biết ơn, chúng con nhìn nhận Đức Tổng là vị ân nhân đang mang chở niềm vui và niềm hy vọng đến cho Giáo hội Việt Nam. Và kính thưa Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore, đại diện thường trú của Đức Thánh Cha tại Việt Nam. Chính phủ Việt Nam vừa nâng quan hệ Việt Nam-Vatican lên một tầm cao mới, từ văn phòng đại diện không thường trú lên văn phòng đại diện thường trú. Sự thăng tiến này diễn ra trong hai nhiệm kỳ của Đức Tổng tại Việt Nam, có nghĩa Đức Tổng đã giữ một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự nâng cấp đầy dấu ấn này. Chúng con xin chúc mừng Đức Tổng vì ngày 23 tháng 12, 2023 đã được Đức Thánh Cha đặt làm đại diện thường trú đầu tiên tại Việt Nam. Chúng con cầu chúc Đức Tổng tiếp tục thành công trong sứ vụ mới. Chúng tôi cũng xin kính chào Đức ông John David Tháp Tùng, Đức Tổng Giám mục Ngoại trưởng. Được biết đây là lần đầu tiên Đức ông đến Việt Nam, có lẽ với nhiều ngỡ ngàng và mới một không gian hoàn toàn mới lạ. Xin cầu chúc Đức ông có nhiều kỷ niệm và trải nghiệm thú vị trong chuyến đi này. Tháp Tùng phái đoàn của Tòa Thánh còn có cha Giuse Đào Nguyên Vũ, chánh văn phòng của Hội đồng Giám mục. Xin cảm ơn cha đã lo lắng những chuyện cụ thể nhất cho phái đoàn và để chúng con được hân hạnh đón tiếp một cách chu đáo. Kính thưa quý Đức Tổng, để kết thúc, chúng con xin cảm ơn phái đoàn Tòa Thánh đã ghé thăm Tổng giáo phận Huế chúng con. Ngày mai đoàn lại lên đường đi về phía Nam. Chúng con kính chúc chuyến viếng thăm Việt Nam của phái đoàn trở thành cột mốc lịch sử có ý nghĩa đối với mọi phía Tòa Thánh, nhà nước Việt Nam và Giáo hội Công giáo Việt Nam. Chúng con xin trân trọng cảm ơn. Thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Phủ Cam thật sự rất sốt sắng với niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa và dâng lời cầu xin cho những điều tốt đẹp nhất cho Giáo hội Hoàn Vũ cũng như cho Giáo hội Việt Nam và Tổng giáo phận Huế.
Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Huế, đã mang đến cho quý cộng đoàn một bài giảng đầy ý nghĩa trong tâm tình và niềm hân hoan tuyệt vời ở thành phố vốn rất nổi tiếng là cố đô Huế. Và sau rất nhiều những nghi lễ đặc biệt của thánh lễ, điều mà quý cộng đoàn ở Tổng giáo phận Huế thực sự mong chờ đó là thông điệp của Đức cha Paul Richard Gallagher. Ở đó, chúng ta đã được lắng nghe rất nhiều những tâm tình, đặc biệt là thông điệp về các thánh tử đạo, là sự kiên nhẫn để chờ đợi Đức cha Francisco sẽ đến với đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Excellence Monseigneur l'Archevêque, vos excellences les autres évêques, chers. Kính thưa Đức Tổng giám mục giáo phận Huế và quý Đức cha. Chers pères, chers religieux, religieuses et chers frères et sœurs dans le Christ. Và kính thưa quý cha, quý nam nữ, tu sĩ và toàn thể anh chị em. Je suis immensément heureux de être avec vous ce matin dans cette cathédrale pour célébrer la Sainte Messe. Tôi rất là sung sướng được có dịp đến nhà thờ chính tòa đây để chia sẻ thánh lễ với anh chị em. Je remercie très sincèrement Monseigneur Joseph pour cette invitation. Tôi xin cảm ơn Đức Tổng giám mục đã có lời mời trân trọng dành cho tôi. Je vous salue très chaleureusement au nom du Saint-Père le Pape François. Tôi xin kính chào tất cả mọi người nhân danh Đức Thánh cha Francisco. Et cette visite à Huế fait part aussi de ma visite en tout Vietnam, commençant avec Hanoï. Et nous continuons avec Saigon les prochains jours. Chuyến đi này là chuyến đi tôi đi từ Hà Nội về Huế và sau đó là tới Sài Gòn. Notre message, c'est un message de dialogue avec les autorités de votre pays. Thông điệp của chúng tôi là cái tinh thần đối thoại với chính phủ của Việt Nam. Et nous sommes ici aussi pour célébrer la présence maintenant de un résident représentant du Saint-Père, représentant pontifical ici au Vietnam. Chúng ta cũng có đức đại diện của Đức Thánh cha tại Việt Nam, ý ngài muốn nói tới Đức Marek. Et le premier archevêque d'être nommé à cet office, c'est monsieur Marek Zalewski et je crois que vous allez tous le soutenir dans sa mission. Và vị đầu tiên được đặt làm đại diện thường trú tại Hà Nội đó là Đức Tổng giám mục Marek và tôi cũng hy vọng rằng mọi người sẽ đồng hành với ngài trong sứ vụ của ngài. Ce matin, pendant la procession de la messe, nous avons passé à côté des statues de vos martyrs. Hôm nay thì trong lúc rước đầu lễ thì tôi đi qua cái khu vực dành cho các thánh tử đạo Việt Nam. Pas seulement une dévotion à la mémoire de ces grandes personnalités dans l'histoire de la foi au Vietnam. Đó không chỉ là những kỷ niệm mà trong lịch sử giáo hội Việt Nam chúng ta tưởng nhớ tới các ngài. Mais aussi les exemples et les encourageants de vous continuer dans votre foi catholique. Nhưng mà còn là những cái mẫu gương để chúng ta tiến bước trong đời sống đức tin. Et maintenant vous avez aussi une autre raison pour continuer et persévérer dans la charité, dans l'espoir et dans la foi parce que vous attendez la visite du Saint-Père. Chúng ta tiếp tục thể hiện đức tin, đức cậy và đức mến trong khi chúng ta chờ đợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh cha. Il faut avoir patience. Parce que ces choses ne peuvent pas être organisées dans un instant. Chúng ta phải kiên nhẫn bởi vì đó không phải là cái chuyện ngày một, ngày hai một cách nhanh chóng. Mais la foi, c'est jamais une déception. Nhưng mà có đức tin thì chúng ta không bao giờ thất vọng. Alors merci à vous tous pour cette magnifique célébration, pour la joie que nous avons partagée ce matin et aussi pour l'encouragement que moi-même et ma délégation ont reçu de vous, de votre foi. Và trong thánh lễ vừa qua thì chúng ta cũng thể hiện được cái niềm vui đó mà cùng với cái phái đoàn của tòa thánh
tháp tùng tôi thì tôi cũng chia sẻ cùng một tâm tình. Et c'est pourquoi que je vous donne avec grande joie la bénédiction apostolique du Saint-Père à la conclusion de notre messe ce matin. Và cũng vì thế mà tôi xin gửi lời chúc lành của Đức Thánh Cha Francisco đối với tất cả những ai tham dự thánh lễ sáng hôm nay. Xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay. Mời anh chị em đứng lên bây giờ, Ngài sẽ ban phép lành bằng tiếng Anh. Mời anh chị em đứng lên. Xin mời cộng đoàn đứng. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy chúc tụng dân Chúa từ bây giờ và cho đến muôn đời. Ơn phù trợ chúng ta ở nơi dân Chúa là đứng cao thân đây. May Almighty God bless you, the Father and the Son and the Holy Spirit. Amen. Vâng, nếu quý vị nghe kỹ thông điệp của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher thì chúng ta thấy ở đó rất là nhiều những tâm tình, đặc biệt là cả những lời huấn dụ, dạy dỗ để làm sao Giáo hội Việt Nam nói chung và Cộng đoàn của Tổng Giáo phận Huế nói riêng sẽ tiếp tục thăng tiến và trong niềm hy vọng cũng như chờ đợi một ngày sẽ được chào đón Đức Cha Francisco tới Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher khi Ngài chia sẻ thông điệp tại nhà thờ Phủ Cam thì Ngài nói bằng tiếng Pháp, còn khi Ngài chia sẻ tại nhà thờ Chính tòa Hà Nội thì Ngài nói bằng tiếng Anh. Quý vị biết là ngoài tiếng mẹ đẻ thì Ngài còn thông thạo tiếng Italia, tiếng Pháp và tiếng Tây Ban Nha. Và thông ngôn cho Ngài trong bài chia sẻ là Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh. Sau thánh lễ tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã đến thăm dòng bến Thánh Giá Huế vào lúc 11 giờ. Ở đây thì Ngài chia sẻ rất nhiều những tâm tình, đặc biệt là sự hy sinh của các nữ tu và vai trò để có thể truyền giao lời Chúa một cách tốt hơn. Đó cũng là tâm tình mà Ngài đã gặp gỡ và chia sẻ với các thầy của Đại Chủng Viện Huế trong buổi tối ngày 11 tháng 4, một trong những hoạt động mở màn của Ngài khi đến thăm Tổng Giáo phận Huế. Sau khi thăm dòng bến Thánh Giá Huế, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher đã di chuyển vào Đà Nẵng. Ở đây thì Ngài có nhiều hoạt động, nhưng đáng chú ý là Ngài đã đến tham quan phố cổ Hội An. Chắc chắn Ngài sẽ rất ấn tượng với một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất tại Việt Nam. Ngài nghỉ đêm tại thành phố Đà Nẵng và vào lúc 11 giờ 20 ngày 13 tháng 4, Ngài sẽ bay vào thành phố Hồ Chí Minh. Và như quý vị và các bạn đã biết, Ngài sẽ đến Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc 13 giờ 45 và Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn vào lúc 17 giờ 30. Vi Cương xin được nhắc lại, thánh lễ do Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher chủ sự sẽ được diễn ra vào lúc 17 giờ 30 ngày 13 tháng 4 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Hoạt động quan trọng bậc nhất của Ngài trong chuyến thăm tới Việt Nam đó là tiếp kiến Hội đồng Giám mục Việt Nam lúc 10 giờ ngày 14 tháng 4. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau cập nhật những hoạt động của Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher ngày 12 tháng 4 năm 2024, cũng là ngày thứ tư trong chuyến viếng thăm lịch sử của Ngài tới đất nước Việt Nam yêu dấu của chúng ta. Vi Cương xin cảm ơn truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam, truyền thông của Tổng Giáo phận Huế đã cung cấp thông tin và hình ảnh về hoạt động của Ngài. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt và kính chúc quý vị thật nhiều bình an. Cũng đừng quên để lại những lượt like, chia sẻ cho video này và bấm đăng ký để ủng hộ kênh YouTube Bình luận viên tại Biên Cương khám phá trải nghiệm. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị.